Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 11, phẩm Tỷ Lô Giá Na thứ sáu. Tỷ Lô Giá Na dịch là quang minh chiếu khắp, khắp hết thảy mọi nơi, tức là vô tại, vô sở bất tại, tận hư không biến pháp giới, đều là quang minh thanh tịnh. Phẩm này là phẩm thứ sáu trong Kinh Hoa Nghiêm là nhân duyên nói về Phật Tỷ Lô Giá Na. Bấy giờ Bồ Tát phổ hiền đại bảo đại chúng rằng: Các phật tử về thuở xa xưa, trải qua các số kiếp nhiều như hạt bụi thế giới. lại gấp bụi hơn số đó có thế giới hải, tên là Phổ Văn Tịnh Quang Minh. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại nói với các đại Bồ Tát, tất cả thanh văn duyên giác, thiền lòng bát bộ, các chúng thần và tất cả chúng sinh trong Pháp hội Hoa Nghiêm tại Bồ Đề Đạo Tràng rằng Các vị đệ tử của Phật, này tôi nói với các vị đại chúng về nhân duyên của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Thủa xưa, trải qua các kiếp, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, lại gấp bụi số đó, có thế giới hải tên là Phổ Môn Tịnh Quang Minh. Trong thế giới hải đó, có thế giới tên là Thắng Âm, đương biển lưới Hoa Mani mà trụ, có các thế giới nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm quyến thuộc, hình trạng thế giới đó tròn, mặt đất có đủ, vô lượng thứ trang nghiêm, có 300 tầng cây bóng và núi luân vi cùng bao bọc chung quanh, lại có tất cả mây bóng che phủ phía trên, thuần nhất thanh tịnh, chẳng có sự dơ bẩn. Quang minh chiếu sáng, thành ấp cung điện như núi tu di, quần áo thức ăn uống đều tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà đến. Kiếp đó tên là trùng trùng trang nghiêm. Trong thế giới hải, phổ môn tịnh quang minh lại có một thế giới tên là thắng âm, nương tựa biển lưới ma mani mà, mà trụ có các thế giới nhiều như số hạt bụi núi tu di làm quyến thuộc, hình trạng thế giới đó tròn, mặt đất có đủ vô lượng sự trang nghiêm, có 300 tầng các cây báu và núi tu di cùng bao bọc chung quanh, lại có tất cả mây báu che phủ ở phía trên, thế giới đó rất thanh tịnh, chẳng có sự dơ bẩn, quang minh chiếu soi tất cả mọi nơi, hết thảy thành thị và nông thôn, tất cả cung điện đều cao như núi tu di, quần áo và thức ăn uống ở thế giới đó đều tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà đến chẳng cần phải làm đó là do phước bóng của chúng sinh cảm hóa ra kiếp của thế giới đó là trùng trùng trang nghiêm các phật tử trong thế giới tháng âm đó có biển hương thủy tên là thanh tịnh quang minh trong biển đó xuất hiện núi tu di hoa sen lớn tên là hoa diễm phủ trang nghiêm tràng có 10 lan can báu bao bọc chung quanh bồ tát phổ hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật các vị phải biết trong thế giới thắng âm đó có biển hương thủy tên là thanh tịnh quang minh trong biển đó xuất hiện núi tu di hoa sen lớn tên là hoa diễm phổ cho nghiêm tràng có 10 lan can báu bao bọc chung quanh hoa sen lớn đó trên núi đó có một khu rừng lớn tên là mani hoa chi luân có vô lượng hoa lẩu các vô lượng đài quán báu bày la liệt khắp chung quanh lại có vô lượng tràng diệu hương vô lượng tràng núi báu đặc biệt trang nghiêm lại có vô lượng hoa báu phân đà lợi khắp nơi nở rộ xinh tươi có vô lượng lưới hoa sen hương mani rong bùa khắp nơi có âm nhạc rất êm tai lại có mây hương chiếu sáng mỗi thứ số lượng đều vô lượng vô biên không thể tính đếm có trăm vạn ước na do tha thành quách bao bọc chung quanh, lại có đủ loại chúng sinh sống ở chấp thành. Trên núi Hoa Diễm Phổ Trang Nghiêm Tràng, có một khu rừng rất lớn tên là rừng Mani Hoa Chi Luân. Trong rừng cây đó có vô lượng hoa lầu cát, lại có vô lượng đại quán báu bảy la liệt khắp chung quanh, lại có vô lượng tràng diệu hương, vô lượng tràng núi báu, đặc biệt trang nghiêm rất thanh tịnh, lại có vô lượng hoa báu phân đà lợi, hoa sen trắng, các nơi đều là rộ, khoe sắc tươi thắm, thơm tho ngát mũi, lại có vô lượng lưới hoa sen hương mà ni, giăng mùa khắp tứ phía để làm nghiêm sức. Lại có âm nhạc rất êm tai, có vô lượng mây hương chiếu sáng hư không, mỗi một thứ số lượng đều vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được. Lại có trăm vạn ước na do tha thành quách, bao bọc tứ phía, lại có đủ lại chúng sinh sống ở trong thành đó. Các Phật tử phía đông khu rừng đó có một thành lớn tên là diễm quang minh là kinh đô của vua chuyển luân thánh vương ở có trăm vạn ước na do tha thành bao bọc chung quanh thành lớn đó dùng rượu báu thanh tịnh làm thành bề dài bề rộng đều bảy ngàn do tuần có quách làm bằng bảy báu lầu mái cự địch thầy đều cao đẹp có sông báu bảy tầng nước thơm tràn đầy lại có hoa yêu bát la hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi đều do các báu làm thành, khắp nơi nở rộ, dùng để trang trí nghiêm sức.